Dạ thưa ngài Châu Dê, ngài cảm nhận như thế nào về trận thua Indo ngày hôm qua? Trước tiên tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Là huấn luyện viên trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm về trận thua ngày hôm qua. Nhưng mà trận thua ngày hôm qua là do cầu thủ của tôi không thắng. Thứ hai nữa là do đèn của sân vận động Mỹ Đình quá sáng làm chói mắt cầu thủ của tôi, làm cầu thủ của tôi không đá được. Thứ ba là do khán giả của Việt Nam rất nhiều cô xinh đẹp đã ngồi trên khán đài làm cho cầu thủ của chúng tôi phân tâm và không đá được. Dạ thưa ngài Châu Dê, có ý kiến cho rằng chiến thuật của ngài đang không phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Tôi xin trả lời phóng viên như thế này. Chiến thuật của tôi là chiến thuật kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Còn từ giữa sân trở lên cầu môn của đối phương thì kệ mẹ nó. Chẳng qua là cầu thủ không tuân thủ cái chiến thuật của tôi mà thôi. Dạ thưa ông, nhưng mà người hâm mộ cho rằng việc ông sử dụng các cầu thủ trẻ là vào những giải đấu lớn là sai lầm. Không có gì là sai lầm cả nhé. Tôi sử dụng cầu thủ trẻ là trong một lộ trình của tương lai. Cầu thủ trẻ là tương lai bóng đá của đất nước, cho nên đó là lộ trình của tôi. Thưa ông, vậy cầu thủ trẻ bây giờ vài năm nữa sẽ già đi, lúc đấy ông tính sao? Thì lúc đấy tôi lại dùng cầu thủ trẻ lớp kế cận. Người Việt Nam có câu ốm tha già thải, cho nên là cầu thủ cứ già một tí là tôi thải mẹ nó đi, tôi không dùng nữa. Vậy thưa ông, trong 11 trận ông cầm quân ở các đội tuyển có tận 10 trận thua. Vậy ông giải thích như thế nào ạ? Tôi xin giải thích với các bạn phóng viên như thế này. Alo 1 2 3 4. Có nghĩa là người tiền nhiệm của tôi đã chiến thắng quá nhiều rồi. Tôi rất sợ khán giả và người hâm mộ của Việt Nam sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Cho nên là tôi sẽ dùng một chuỗi trận thua, một chuỗi các trận thua để đánh thức người hâm mộ. Các bạn hiểu không? Thứ hai nữa là tôi đã giải quyết được tình trạng tắc đường cục bộ sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Dạ thưa ông, vậy tại sao khi đội tuyển Việt Nam thua 0-2, ông vẫn quyết định thay một cầu thủ hậu vệ thay vì một tiền đạo ạ? Cái đó thì cũng là nằm trong toan tính của tôi. Tại sao tôi không thay một tiền đạo vào? Là vì tôi thay hậu vệ để bảo toàn cái tỷ số 0-2, tôi không muốn thua thêm. Và hôm đó đội tuyển lại thua thêm một bàn nữa. Vậy ông giải thích sao ạ? Cái đó thì nằm ngoài toan tính của tôi. Vậy là ngay sau trận đấu, ông và liên đoàn đã đi tới quyết định chấm dứt hợp đồng. Cái đó thì vẫn nằm trong toan tính của tôi. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng thì tôi cũng được một mớ để đút túi đi về. Tôi rất hãnh diện khi là huấn luyện viên phá vỡ kỷ lục sau 20 năm. Sau 20 năm đội tuyển Indonesia không thắng nổi Việt Nam trên sân Mỹ Đình và tôi đã làm được điều đó. Dạ vâng, cảm ơn ông. Giờ tôi đề nghị ông hãy ngồi nghiêm chỉnh, chỉnh tề lại và nhận của người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lạy ạ.